Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Xả hàng tồn kho Honda Brio giảm giá kỷ lục tới 40 triệu đồng, hiện nay giá đang ngang ngửa với Kia Morning và Hyundai Grand i10. Mẫu xe hatchback của Nhật Bản, giá cao nhất nhì phân khúc, đang được các đại lý giảm cao nhất đến 40 triệu đồng, hiện nay đang về mức 378 triệu đồng. Nhiều đại lý Honda bán dòng xe Brio với mức giảm giá sâu. Cụ thể, một tư vấn bán hàng phía Bắc chào bán Honda Brio bản G với giá bán hiện nay đang là 378 triệu đồng, giảm 40 triệu đồng so với giá đề xuất. Giá lăn bánh vào khoảng 423 triệu đồng, tùy theo tỉnh thành nơi chủ xe sẽ đăng ký biển số. Một tư vấn bán hàng khác chia sẻ, ưu đãi lần này chỉ áp dụng với Honda Brio bản G màu bạc, sản xuất năm 2019. Đây là màu còn tồn kho vài chiếc ở nhà máy, còn lại các màu khác đang khan hàng. Riêng biến thể RS giá đề xuất 454 triệu đồng, chỉ giảm tiền mặt có 15 triệu đồng. Đây là mức giá tốt nhất kể từ khi Honda Brio về thị trường Việt Nam. Với mức giảm giá thấp nhất hiện nay là 378 triệu đồng, Honda Brio không còn nhiều khoảng cách về giá so với các đối thủ đồng hạng như Kia Morning, Hyundai Grand i10, Toyota Wigo. Giảm giá và ưu đãi là phương thức mà nhiều hãng và nhiều đại lý ô tô hiện nay đang áp dụng nhằm kích cầu mua sắm sau đợt dịch bệnh COVID-19 kéo dài. Tính đến hết tháng 4 năm 2020, Honda Brio đạt tổng doanh số 868 xe, đứng dưới Hyundai Grand i10 là 4.316 xe, Kia Morning 1.454 xe và xếp trên Toyota Wigo 564 xe, Suzuki Celerio 183 xe. Tại đại lý hiện nay, Brio là một trong những dòng xe Honda bán chạy nhất cùng với CR-V và Honda City. Honda Brio thuộc phân khúc hatchback hạng A, sử dụng động cơ 4 xi lanh 1 lít 2 kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT, cho ra công suất cực đại 89 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng phút. Bản G vẫn sở hữu diện mạo thể thao nhưng chỉ sử dụng mâm 14 in, không có lưới tản nhiệt và nóc xe màu đen như bản RS. Một số trang bị đáng chú ý trong xe có vô lăng tích hợp nút bấm, màn hình tiêu chuẩn, âm thanh 4 loa, ghế xe bọc nỉ chỉnh tay, chìa khóa là loại vặn truyền thống, xe được nhập khẩu trực tiếp từ Indonesia. Về công nghệ an toàn, xe được trang bị tiêu chuẩn chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử, hỗ trợ phanh khẩn cấp và hệ thống hai túi khí. Các bạn đang xem video trên kênh Thị trường ô tô xe máy. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để nhận bài thường xuyên. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ hạnh phúc và thành công.